mọi người nhé. Ngày hôm nay lại dẫn mọi người đi củng cố tủ hộp cáp. Củng cố tủ hộp cáp theo cái checklist của tổng công ty đưa ra. Mỗi một tháng là anh em lại phải đi bảo dưỡng tủ hộp cáp. Cái quy trình này nó diễn ra là 6 tháng một lần đối với một tủ. Như vậy một năm thì phải đi bảo dưỡng là 2 lần một tủ. Đối với cái checklist của tủ hộp cáp thì nó rất nhiều hạng mục. Tháng này thì em được giao là 20 tủ. 20 tủ bao gồm 4 cái guốc bảo dưỡng. Có một guốc là có mỗi một tủ và em sẽ đi đóng cái tủ đấy đầu tiên để đạt cái tiến độ ngày. Hiện nay thì em quản lý khoảng độ tầm hơn 200 tủ anh em ạ. Bây giờ cũng 10 giờ rồi cho nên là đi đóng cái tủ đấy đầu tiên đã, để mình đạt cái tiến độ của ngày. Có 2 guốc một tủ, 11, 14, 11, 15. Cái việc đi bảo dưỡng này thì mình cũng phải mua rất nhiều những cái công cụ, dụng cụ, ví dụ như chổi quét, mua cao su non. Bây giờ thì dùng cái keo bọt. Ở miền núi thì nó phù hợp là cái keo bọt hơn mọi người nhá. Bởi vì khi mà dùng cái keo bọt thì cái nó khít và cái côn trùng nó không xâm nhập được vào cái tủ hộp cáp. Còn nếu mà anh em mà sử dụng cao su non đối với miền núi thì nó không ăn thua. Nó đấy là một trong những cái gọi là bất cập lớn nhất là sử dụng cao su non cho tủ hộp cáp của miền núi. Đối với cao su non thì khi mà nắng lên ấy thì nó sẽ nở ra, và khi mà lạnh thì nó sẽ co lại, nên nó không phù hợp với cái điều kiện thời tiết ở miền núi, rất dễ bị côn trùng xâm nhập. Một dài xanh như ngọc vời vời mắt ai buồn tái tê.
phan hoa cài nở bên sông. Câu hát dân từ phương sông nước đời đâu phải sang sông. Xin em đi lấy chồng ngát BTT5. BT5. Hai bốn sáu tám, hai bốn sáu tám chín á. Chuyển sang cộng 1 đấy các bạn. FP3 này không đấu được này. Port này đã rời mạng rồi. Mình sẽ chuyển sang cái này 4. Cáp ở đây là mình phải quấn băng dính nhé, sẽ rút ra một tí. Ông ơi, yên chị lắp. Em có nhờ cái nhà ở ngay cái chỗ cây to đấy không? Yên chị thì hay là hôm đấy em nhờ ai vào lắp cho em hay như nào chị không biết, nhưng hôm đấy lắp mạng em lắp cam luôn, còn gì nữa chị chả bảo em rồi còn gì nữa. Đó, còn gì có. Cái nhà đấy nó lắp mạng lâu rồi. Lắp mạng
xong mà lắp nhà đấy lắp nặng lâu rồi xong mà hủy một thời gian, ngày xưa đứng tên là gì Nguyễn Mạnh Tuấn hay cái gì đấy, thế xong bây giờ là vợ chồng nó bỏ nhau. Nhưng mà con vợ nó bảo là 3-4-5 tháng sau con vợ nó mới bảo chị là bây giờ chị lắp đứng tên chị dâu em đi, chứ bây giờ em cũng chả ở đấy nữa ấy. Bây giờ chị cứ đòi tiền em chịu. Thế về sau là đứng tên bà Nhiệt này là bà chị gái hay chị dâu chị không quan tâm, nhưng mà là nó là cái nhà đấy dây cũ thôi, nhưng mà nó mới lắp mà. Thế à, ờ. Rồi rồi, thôi được rồi. Em lắp chữ ai, chị báo em, chị bảo là nhà này có dây sẵn rồi, nó muốn lắp cam đấy vào và tư vấn. Ôi giời ơi, được rồi. Ok, ok, được rồi. Khe cày. Mấy cái tủ này là đợt trước anh em dây máy thi công anh em ạ, cho nên là làm theo không đúng chi tiết. Mấy cái cổ cáp này nó phải quấn băng dính này. Nới được ra một chút là mình sẽ chậm quấn được băng dính vào anh ạ. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Khi mà mình đi củng cố này thì mình sẽ củng cố toàn diện luôn anh. Dây dợ các kiểu linh tinh là mình phải làm gọn hết. Ok, còn đây là cái mấy cúp lơ, đây là do đối tác họ làm, mình không quan tâm. Mình sẽ bỏ cái cúp lơ đây đi ạ. Bởi vì cái cúp lơ này là cúp lơ mình lắp vào nhưng mà nó không đúng chuẩn. Mở nắp này. Không cho dây giường vào. Thank you.
chúng ta đóng được một cái vuốc rồi anh em ạ. Vâng, em đây. Vâng, để em hỏi trung đông á. Vâng. Tủ này cũng là 8 anh ạ. Đây, có kiến bé này nó chui vào đây này. Đây cũng là 8 cộng. Đây, mấy thằng kiến bé này. Cái kiến này thì nó mấy tủ như này thì nó vào được bình thường. Ở đây mình đã dán bằng dính kín mít rồi. Mà nó vẫn vào được. Hết xăng rồi bà. Alo. Vâng. Có cái chỗ kia đây em vừa nhắn cho anh nhé. Xem được không? À, nhắn cho qua Zalo rồi đi. Vâng. 1H7. Ủa ạ. Nó bao nhiêu tiền? Anh H7 thì ít. Thì lắm. 250 ạ. 250 ạ? Và có những cây gì rồi mà sao tiền đấy? Nó có cái keo rồi anh. À thế. Nó đã trồng keo hết rồi mà. Ừ. Anh cứ nghiên cứu đi để em hỏi xem loanh quanh ở đấy nữa. Bởi vì ở ngoài mặt đường này nó cũng nghe vẻ nó cũng căng phết đấy anh ạ. Tức là đợt trước là họ mua là 240 rồi.
Nhưng mà họ bán được một lứa keo được 100 mấy rồi. Thì bây giờ họ bán lại là 250. Nhưng mà họ đã trồng keo rồi. Họ trồng keo hết đấy rồi. Căn bản ở đây trên này thì ở người dưới Hà Nội ấy, họ cũng lên họ đầu tư cũng nhiều nên rừng nó cũng lên giá phết đấy, giá đất nếu mà ngoài mặt đường là cũng căng phết đấy anh ạ. Vâng vâng. Vâng, ok ạ. Vâng. Ở đây các bạn. Ở đây là như nào nhỉ? Tức là những cái rừng lâm nghiệp hiện nay thì cái giá đất nó lên khá là cao bởi vì bị một thời gian nó bị sốt đất. Khu này nó giáp Hà Nội cho nên là cái giá đất nó lên rất là cao. Dày đéo này đây. Vinai Viettel đây. Cắt mẹ này. Tủ này phải làm lại liên tục này nhá. Thôi để lần sau làm đi. Tủ này còn nhiều lỗi lắm. Băng dính không quấn đầu này. Tủ bị hở này. Xử lý sao? Là đi củng cố như này thì phải có thời gian để mình làm hết cái việc, cái đầu việc thì nó mới đảm bảo được cái tiến độ củng cố. Ở đây vừa mới chuẩn bị đồ đạc chổi lau này, chổi quét này, rẻ lau này, lạt thít này, ruột mèo này, đấy, tua vít này, băng dính, đây, nhãn, tủ hộp cáp này, tức là chúng ta đã đầy đủ đồ rồi, nhưng mà phải có thời gian. Ví dụ vừa anh em vừa mới làm một cái sự cố, một cái tủ cáp ở đây, vừa mới bỏ đồ ra để chuẩn bị xử lý thì đâu đó có sự cố 3 tiếng đồng hồ lại phải chạy đi à. Mà nhất anh em ở miền núi này nó là cái quãng đường di chuyển nó rất là xa à. Cho nên là những cái việc củng cố này phải có thời gian, làm thời gian thì mới đạt. Có những ngày mà anh em di chuyển tầm hơn 100 cây số
có những cái điểm mà cách trung tâm thị trấn là 30 cây số vào đi vào trong đi ra đó là thành 60. Đấy là một sự cố. Chiều anh em chúng ta lại tiếp tục cái công việc đi bảo dưỡng tủ hộp cáp anh em nhé. Tạm thời thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Chào anh em, gặp lại nhé.